Tôi nói thiệt là ai đang ở chung cư Dream Home Gò Vấp thì né né ra nha. Sao mà phân biệt đối xử với mèo quá à? Thì hôm bữa tôi có đọc được cái thông báo về đêm hội trăng rằm của con em ở chung cư. Thì tôi đăng ký cho 5 con mèo nhà tôi, tại nó cũng là con tôi mà. Tắm rửa sạch sẽ cho mấy đứa để tối đi nhận quà. Sáng nhà tôi nó háo hức quá trời luôn này mấy cha. Trời ơi, xuống tới nơi thì đâu có được phát cái kẹo nào đâu. Kêu á, sao béo vậy rồi, ăn kẹo nhiều nữa mập làm sao. Chưa kể là vuốt người ta quá trời vuốt mà không có cho người ta được miếng bánh trung thu nào hết. Mà tới cái đoạn này tôi mới tức nè. Bé mặc váy hồng chấm bi nó mới xin tôi á là bế con Sáng. Thì tôi thấy bé nó cũng lớn rồi, tôi nghĩ là nó bế được thì tôi mới cho nó bế chứ. Mà nó bế chưa được một giây nó mới kêu, trời ơi mèo gì mà nặng quá, nó bế không có nổi. Ý là mèo tôi mập thiệt à mấy bà. Nói chứ dưới đó không ai cho ăn bánh trung thu thì về nhà tôi làm cho mấy đứa ăn. Hôm nay trung thu cho nên là ăn sang nha. Tôi sẽ làm một cái bánh trung thu có cốt bánh là pate, nhân bánh cũng là pate. Lèm lèm lèm. Và tôi sẽ cho bọn nó ăn thêm 2 gói Neko nha. Thích mẹ rồi, ngon quá. Tưởng đéo ngon anh ngừng, ngon đéo tưởng. Cái thùng đồ chơi này là tôi mua cho bọn nó lâu lắm rồi này, một tháng trước trung thu. Có mấy cái lồng đèn con sứa này, tôi tính là treo cho bọn nó chơi mà quên luôn, hôm nay mới nhớ. Ê, sứa làm món gì ngon mấy bà, chứ tôi nhìn mặt con cám là tôi thấy mấy con sứa này là khó sống nổi qua đêm nay rồi đó. Nó nhìn con sứa nó liếm là tôi thấy là lành ít giữ nhiều chuyến này rồi đó. Treo lên cây thông lát bật đèn cho nó chấp nháy là xuất sắc. Cúc. Rồi cái tướng ngồi nó quen dữ ha. Rồi tôi thấy con sứa xanh xanh là tới rồi đó. Mời mấy chị mua quần xì liếp. Nếu chị nào thích thì chốt đơn. Cái bi hồng cho mấy chị hay dịch trồng. Cái bi xanh cho mấy chị hay lanh chanh. Lọt khe vàng cho mấy má bị bò càng. Còn cái đen cho mấy má bị nấm. Thôi hôm nay cho cái sofa nghỉ ngơi một ngày nha mấy bà. Thanh niên này bao nhiêu tiền, là giống mèo gì? Nó về ở với tôi cũng cả tháng rồi á, mà tôi cũng chưa có clip nào để kể với mấy bà hết. Đầu tiên là về giống nha. Bé này là mèo Anh lông dài, chân ngắn. Đó mấy bà có thấy là cái chân nó ngắn chủn không? Về màu lông thì nó là màu tam thể, y như là con cám nhà tôi á. Nói tới màu tam thể thì chắc mấy bà cũng đoán được giới tính của nó rồi đúng không? Nó là mèo cái, nhưng mà nó siêu nghịch. Còn giá của nó là 15 triệu. Giá này thì không có phải tôi mua, vì đây là mèo của bạn tôi và bạn tôi thì đang tính bán. Bữa trước cũng có một anh kia tới chung cư của tôi để xem nó. Con nói là mua về cho con chơi. Nghe tới cái đoạn mà mua về cho con chơi là tự nhiên tôi không có muốn bán nữa. Tôi bế nó lên luôn mấy bà. Tự nhiên nuôi cả tháng rồi cũng nảy sinh tình cảm á. Mà khách nói mua về cho con chơi là tôi cũng cảm thấy không yên tâm lắm. Chẳng thà tôi để đó tôi nuôi luôn cũng được. Mặc dù là nó quậy lắm. Mời mấy chị mua quần xì liếp. Nếu chị nào thích thì chốt đơn. Cái bi hồng cho mấy chị hay dịch trồng. Cái bi xanh cho mấy chị hay lanh chanh. Lọt khe vàng cho mấy mắt bò càng. Còn cái đen cho mấy má bị nấm bẹn, cái vàng đen cho mấy má thích bò.